Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của kênh Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Đụng độ nảy lửa tàu chiến của Úc bắn cháy 4 tàu Trung Quốc ở Biển Đông, thưa quý vị. Bộ Quốc phòng của Australia xác nhận tàu chiến của nước này đã bị một nhóm tàu của Trung Quốc bí mật theo dõi bám đuôi trong quá trình làm nhiệm vụ trên Biển Đông. Theo tiết lộ của một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Úc, xác nhận với hãng Reuters rằng đã có sự chạm trán cũng như va chạm mạnh giữa tàu chiến của chúng tôi với nhóm tàu hung dữ của Hải quân Trung Quốc trong suốt quá trình làm nhiệm vụ trên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vị tướng còn tiết lộ thêm, lúc đó tàu của chúng tôi có tới 1.500 binh sĩ cùng nhiều thủy thủ đoàn, với nhiều máy bay ném bom và tên lửa cũng như ngư lôi phóng hỏa. Còn phía Trung Quốc có khoảng 40 tàu chiến các loại, chúng lao đi rất nhanh và dàn trận bao vây tàu của chúng tôi. Phía Trung Quốc còn hăm dọa sẽ phóng tên lửa cho chìm tàu của chúng tôi, buộc chúng tôi phải phóng ngư lôi khai hỏa. Và cuộc đụng độ nảy lửa đã thiêu trụi 4 tàu hải cảnh của phía Trung Quốc, nhận thấy không đủ sức mạnh chiến đấu với các thủy thủ đoàn và binh lính, cũng như vũ khí tối tân hiện đại bậc nhất của chúng tôi. Nhóm tàu của Trung Quốc đã vội vã rút quân và không cho bám theo tàu của chúng tôi nữa. Thực sự mà nói thì nhóm tàu của phía Trung Quốc chỉ hung hăng và ngỗ ngược, chứ chúng không thể làm gì được, bởi vì chúng quá nhỏ bé so với con tàu hiện đại bậc nhất của chúng tôi. Thưa quý vị, theo một vị sĩ quan chỉ huy bộ phận không quân, trên tàu đổ bộ trực thăng Hermes của Hải quân Australia, sĩ quan Owen nói với cả hãng ABC News rằng, nhóm tàu đặc nhiệm của Hải quân Hoàng gia Australia đã thực hiện 12 chuyến đi qua eo biển Đài Loan và tiến vào Biển Đông để thách thức Trung Quốc, bởi vì trong thời gian dài vừa qua, Bắc Kinh đã có những hành động ngang ngược bành trướng trên Biển Đông, bất chấp các nước trên thế giới, cũng như luật pháp của quốc tế. Chúng tôi là đồng minh của Mỹ, Nhật và Anh. Chúng tôi nhận thấy rằng, an ninh trong khu vực Biển Đông, nhất là khu vực Đông Nam Á, eo biển Đài Loan và vùng biển Hoa Đông đang rất dậy sóng, và an ninh đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng, và vị sĩ quan chỉ huy trong Bộ Quốc phòng Hải quân Hoàng gia Australia nhấn mạnh rằng, tất cả là do sự tham vọng của phía Trung Quốc, tất cả là do phía Bắc Kinh, và tất cả là do chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra, bởi vì Trung Quốc muốn chiếm trọn Biển Đông, muốn chiếm Biển Đông, biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan, cho nên Trung Quốc mới bành trướng để thị uy sức mạnh, thể hiện dương oai với cả các nước trong khu vực để dễ bề trị nạt và bắt nạt hăm dọa, và cuối cùng là Trung Quốc muốn chiếm đóng Biển Đông, biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan thành ao nhà của phía Bắc Kinh. Vì vậy, Australia kêu gọi các nước đồng minh, đặc biệt là hải quân của các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Ấn Độ, Nga và các nước trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei, hãy nghiêm túc và thể hiện một sự quyết liệt để ngăn chặn lại sự bành trướng của phía Trung Quốc, chặn đứng và đập tan âm mưu xâm chiếm Biển Đông của chính quyền ông Tập Cận Bình một cách gấp gáp, thưa quý vị. Theo giới quan sát cho biết, tàu chiến mang tên lửa dẫn đường của Australia mỗi lần đi qua Biển Đông đều bị hải quân của Trung Quốc cho rất nhiều tàu thuyền ra bám đuôi, bí mật theo dõi, cũng như hăm dọa đưa ra các thông báo cảnh cáo, cũng như xua đuổi và chuyện gì đến sẽ đến. Cuộc đụng độ nảy lửa ắt sẽ xảy ra trên Biển Đông, và cuộc xung đột đó Trung Quốc luôn giành phần thua, bởi vì các tàu chiến, tàu khu trục, tàu sân bay của các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật thuộc top tối tân hiện đại bậc nhất của thế giới, và trên tàu chứa rất nhiều vũ khí, khí tài hiện đại như máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, tên lửa, ngư lôi phóng hỏa và lính thủy đánh bộ sẵn sàng khai hỏa, cũng như sẵn sàng chiến đấu đánh sập hải quân của Trung Quốc chỉ trong một thời gian cực ngắn. Vì thế, hải quân của Trung Quốc khi xảy ra xung đột sẽ thất bại thảm hại trên Biển Đông, thưa quý vị. Theo tờ báo China Post của Trung Quốc cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ nổ lớn, khi tàu chiến hiện đại bậc nhất giới của Úc bắn cháy 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc ở Biển Đông, phía Trung Quốc đã nổi giận đùng đùng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa đã tuyên bố rằng, Trung Quốc sẽ không để yên cho tàu Australia. Trung Quốc sẵn sàng khai hỏa, đánh chìm tàu của Úc. Cũng theo tờ báo trên China Post của Trung Quốc dẫn lời ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc nhấn mạnh rằng, Trung Quốc chưa bao giờ đi xâm lược các nước khác, vậy mà tàu của nước ngoài, đặc biệt là tàu chiến của Úc, đã xâm phạm vào vùng biển của chúng tôi và dám bắn cháy 4 tàu của Trung Quốc, Úc sẽ phải trả giá cho những hành động ngông cuồng của mình trên Biển Đông. Và ông Ngụy Phượng Hòa còn tuyên bố mạnh miệng rằng, lịch sử đã chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh, Trung Quốc sẽ không theo một con đường bá quyền, và Trung Quốc sẽ đánh bại bất kỳ ai, bất kỳ nước nào xâm phạm đến vùng chủ quyền, đến vùng lãnh hải và lợi ích của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, có một cái tin rất hay và rất là đáng mừng khi tàu hải quân lớn nhất Australia sẽ đến thăm Việt Nam. Và theo các nhà quan sát cho biết, hai tàu hải quân lớn nhất Hoàng gia Australia mang nhãn hiệu Hermes Stamper và Hermes Newcastle với 1.000 thủy thủ đoàn đã có chuyến thăm Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác hải quân giữa hai nước. Đó là một vinh dự và là một điều tuyệt vời với cả hải quân của Việt Nam. Thưa quý vị,
Chuyến thăm cũng nằm trong khuôn khổ chương trình nỗ lực Thái Bình Dương năm 2021 được Australia tổ chức tại một số nước trong khu vực như Sri Lanka, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Indonesia. Tham gia có đội tàu tại cảng quốc tế Cam Ranh có đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng và Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian chuyến thăm, Bộ Chỉ huy trên hai con tàu lớn hiện đại bậc nhất của Australia sẽ chào lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cũng như Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân của Việt Nam. Hai tàu Hermes Camper và Hermes Newcastle sẽ thực hiện một số hoạt động giao lưu với Hải quân của Việt Nam về các hoạt động quản lý, cũng như điều hành tàu, trao đổi kinh nghiệm về các chiến lược hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, cũng như giao lưu về thể thao. Đại sứ Australia tại Việt Nam ông Robin Moody cho biết, Hải quân của Australia đã điều hai tàu cỡ lớn bậc nhất của Úc đến thăm cảng Cam Ranh trong lần này, thể hiện sự quan hệ sâu sắc giữa hải quân hai nước và trong mối quan hệ quốc tế trên cơ sở hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Đây là cơ hội và một dịp thật là tuyệt vời để củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Australia luôn luôn chào đón các cơ hội mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh với cả Việt Nam, và chuyến thăm tàu lần này khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng của Australia trong khu vực. Theo hãng Reuters cho biết, hai tàu chiến hiện đại bậc nhất của Australia cũng như hiện đại bậc nhất của thế giới mang nhãn hiệu hai tàu Hermes Camper và Hermes Newcastle đã đi qua eo biển Đài Loan, tiến vào Biển Đông và đến vịnh Cam Ranh của Việt Nam sau một hành trình đầy vất vả khi phải chống chọi với cả một nhóm tàu của Trung Quốc hung dữ gồm 40 tàu chiến các loại, sau đó mới được đi vào cảng của Việt Nam. Được biết, hai con tàu trên là con tàu cỡ lớn được đóng tại Hải quân Hoàng gia Australia và có nhiệm vụ song song. Nó được tích hợp hệ thống đổ bộ trên không và đường biển phức tạp. Nó là một trong những con tàu hiện đại bậc nhất trên thế giới, đồng thời đem lại cho chính phủ Australia năng lực thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa trên khu vực biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hai tàu còn mang tên lửa, cũng như tất cả các vũ khí tối tân, hiện đại và rất nhiều máy bay ném bom và máy bay chiến đấu. Nó có nhiệm vụ tác chiến ngầm và trinh sát. Nó có thể đánh chặn các tàu sân bay của các nước khác. Vì thế, khi nó đi eo biển Đài Loan, cũng như tiến vào Biển Đông, hai tàu của Australia đã không bao giờ sợ hãi trước một nhóm tàu rất hung dữ và đông của Trung Quốc. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông vẫn còn rất dậy sóng khi mà cái mục đích tham chiến Biển Đông của phía Trung Quốc vẫn chưa dừng lại, và cuộc đấu tranh chống lại, ngăn chặn lại sự bành trướng, cũng như là những âm mưu, thủ đoạn độc chiếm Biển Đông của phía Trung Quốc từ Mỹ và đồng minh của Mỹ như Anh, Pháp, Đức, Australia, Nhật Bản và Nga trong thời gian vừa qua đã hiện diện dày đặc trên Biển Đông để đe dọa Trung Quốc, cũng như ngăn chặn phía Trung Quốc không được bành trướng trên biển nữa. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc đã khiến nhiều thành phố tại đây ngập trong biển nước. Theo chu kỳ thời tiết hàng năm, mùa lũ tại Trung Quốc bắt đầu vào tháng 6 và các khu vực dân cư dọc theo sông Dương Tử và các phụ lưu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, theo thời gian, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc lại ngày càng dữ dội và ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân nơi đây. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, từ 14 giờ ngày 30 tháng 7 đến 14 giờ ngày 1 tháng 8, một đợt mưa lớn sẽ tấn công hàng loạt các tỉnh thành nước này từ Bắc tới Nam, trong đó riêng các tỉnh từ phía Nam như Giang Tây, Quảng Tây và Quảng Đông ghi nhận lượng mưa kỷ lục. Đường phố và các tòa nhà ở huyện Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây đều bị ngập lụt sau trận mưa lớn. Thông tin từ Reuters cho biết, vào ngày 2 tháng 8 vừa qua, các tỉnh miền Nam Trung Quốc như Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây và Giang Tây đã nâng cấp cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất, buộc người dân ở nhiều khu vực phải rời khỏi nhà và gián đoạn công việc. Số liệu thống kê của Bộ Thủy lợi nước này cho thấy, lượng mưa trung bình ở các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây lên tới 621mm, cao nhất trong lịch sử kể từ năm 1961. Mực nước đỉnh lũ ở thành phố Thiệu Quan, tỉnh Quảng Đông có lúc lên tới 56,6m vào đêm ngày 2 tháng 8, đạt mức kỷ lục trong vòng 53 năm qua. Người dân nơi đây phải di chuyển bằng thuyền do ngập úng nặng nề. Một số vùng trũng của huyện Tuyền Châu, Quế Lâm bị nhấn chìm do nước lũ dâng cao. Sau trận mưa lớn ở Kiến Âu, tỉnh Phúc Kiến, nước lũ ngập gần sát gầm cầu Thủy Nam. Sau trận mưa lớn ở quận Vĩnh Phú, Quế Lâm, người dân được sơ tán bằng thuyền hơi vì nước lũ đã dâng quá cao. Lực lượng cứu hộ ở tỉnh Giang Tây đang phải sơ tán những gia đình bị mắc kẹt trong nước lũ. Người dân mắc kẹt do mưa lũ được cứu hộ giải cứu và đưa đi sơ tán. Tại thành phố Thị Kim, lực lượng cứu hộ cũng đang tiến hành giải cứu người dân.
đội cứu hộ giải cứu người dân sống tại những nơi bị sạt lở do mưa lớn. Các em học sinh và người dân phải lội nước trên đường phố. Tại Thất Tình, đường phố trở thành một dòng sông. Việc đi lại của người dân ở Quế Lâm đang bị cản trở do ngập rất sâu. Trong khi đó, tại Quế Lâm, một chiếc xe buýt đang phải ngâm mình trong nước lũ đến gần nóc xe. Tình hình mưa lũ phức tạp tại Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến 60.000 người phải di rời khẩn cấp. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 5 tháng 8, chính quyền nơi đây đã nâng cảnh báo mưa lớn từ mức màu vàng lên mức màu cam, chỉ sau mức màu đỏ trong 4 thang mức cảnh báo mưa lớn, đồng thời di rời khẩn cấp người dân tại các khu vực nguy hiểm nhằm giảm thiểu thiệt hại tối đa do mưa lũ. Trước những dự báo về mưa lớn sẽ kéo dài trong 5 ngày tới ở khu vực bồn địa Tứ Xuyên đến Hoa Bắc, Đông Bắc, đồng thời trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 8, bồn địa Tứ Xuyên sẽ có mưa rất to. Thì chiều ngày 4 tháng 8, Đài khí tượng tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã nâng cảnh báo mưa lớn từ mức màu vàng lên mức màu cam, mức độ nghiêm trọng tại đây. Chính quyền địa phương cũng đã di rời khẩn cấp chỗ ở cho khoảng 60.000 người. Số liệu do Đài khí tượng Tứ Xuyên công bố cho thấy, mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến mực nước trên 31 con sông lớn của Tứ Xuyên như Mận Giang, Đại Độ Hà vượt mức báo động. Nhiều huyện ở Tứ Xuyên xuất hiện lũ quét cũng như tình trạng ngập úng tại thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh này. Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến giao thông khu vực khi nhiều tuyến đường cao tốc đã phải đóng cửa. Sân bay quốc tế Song Liêu của Thành Đô cũng đã buộc phải hủy 60 chuyến bay. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc hôm ngày 4 tháng 8 cũng đưa ra cảnh báo màu đỏ về lũ quét tại Tứ Xuyên, yêu cầu chính quyền địa phương và người dân nơi đây làm tốt công tác phòng bị. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Ngạc Cánh Bình hôm 4 tháng 8 cho biết, mưa lớn khiến sông Trường Giang nhiều khả năng sẽ xuất hiện trận lũ tiếp theo trong thời gian tới, sau khi trận lũ số 1 vừa xuất hiện vào cuối tháng 7 vừa qua. Thưa quý vị, tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 4 tháng 8 đưa tin, lũ lụt năm nay ở vùng Tây Nam Trung Quốc đã làm hàng nghìn người mất nơi ở sau khi mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Giới chức cảnh báo tình hình có thể tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Lũ lụt ảnh hưởng nghiêm trọng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trên khắp tỉnh Tứ Xuyên, mưa bão đã làm mực nước ở 14 con sông dâng lên, tác động đến hơn 120.000 cư dân và gây tổn thất ước tính 176 triệu nhân dân tệ, khoảng 27 triệu đô la Mỹ. Kể từ hôm ngày 2 tháng 8, theo hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã, tại thành phố Đa Châu ở phía bắc tỉnh Tứ Xuyên, nhà chức trách đã giúp tái định cư cho hơn 4.600 người dân mất chỗ ở do lũ lụt và lở đất. Chính quyền cũng kích hoạt cảnh báo mưa bão ở mức độ cao nhất. Trung Quốc đã trong tình trạng báo động cao để từ đợt lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực vào 3 năm trước, năm 2020, các cuộc huấn luyện phản ứng với lũ và cứu hộ cứu nạn được tổ chức trước khi mùa mưa đến vào tháng 5. Những năm qua, Trung Quốc đã chứng kiến lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Mưa lũ ảnh hưởng đến hàng chục triệu người ở hàng chục tỉnh thành và gây hậu quả thiệt hại kinh tế đến 86 tỷ tệ, hơn 13 tỷ đô la Mỹ. Nhà chức trách nước này đã cảnh báo lượng mưa năm nay có thể còn cao hơn năm ngoái. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã phát đi lời kêu gọi từ tháng 7 nhằm tăng cường nỗ lực phòng chống lũ lụt, cũng như kêu gọi các cộng đồng sẵn sàng ứng phó với mưa lớn có thể kéo dài đến hết tháng 8. Lực lượng cứu hỏa cũng được triển khai trên cả nước để sẵn sàng cho các chiến dịch sơ tán, thường là đưa người dân ra khỏi nhà và tới nơi an toàn. Theo Bộ Thủy lợi, Hoàng Hà hiện đang trong thời kỳ kiểm soát lũ then chốt, khi nhiều nơi ở lưu vực sông này có thể ghi nhận tổng lượng mưa cao hơn mức trung bình từ 20 đến 50%. Hệ thống kiểm soát lũ ở lưu vực Hoàng Hà vẫn chưa hoàn thiện, các đập có nhiều mắt xích yếu, việc phòng chống lũ ở các sông nhỏ và vừa là khó khăn. Và các cán bộ cũng như người dân thiếu kinh nghiệm thực tiễn chống lũ. Thông cáo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 1 tháng 8 nêu, hai con đường chính từ thành phố Ba Trung đến huyện Thông Giang của tỉnh Tứ Xuyên đã bị lũ tấn công trong ngày 2 tháng 8, làm hàng trăm nhà cửa hàng và chợ bị hư hại. Mọi người dân đang tham gia dọn dẹp khắc phục hậu quả mưa lũ ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên. Một video đăng trên nền tảng Weibo của tờ Sichuan Daily Nhật báo Tứ Xuyên do chính quyền tỉnh Tứ Xuyên quản lý cho thấy nhiều tàu và xuồng trong một khu du lịch ở Ba Trung trôi xuống thác nước gần trạm thủy điện và bị cuốn trôi chỉ trong vài giây. Sichuan Daily báo cáo có 71.810 cư dân huyện Ba Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và 817 người đã được sơ tán vào ngày thứ Bảy, ngày 1 tháng 8. Cơ quan khí tượng tỉnh Tứ Xuyên cảnh báo mưa sẽ tiếp tục kéo dài vào ngày 3 tháng 8
mực nước ở sông Khu, con sông đi qua tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh cũng được cảnh báo có thể dâng lên đến mức nguy hiểm ở địa bàn thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Theo đó, đài CGTN Trung Quốc đưa tin rằng khu vực Tây Nam, miền Đông và nhiều địa phương ở Trung Quốc đang hứng chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Các tỉnh Tứ Xuyên, Chiết Giang và Sơn Đông đã nâng cảnh báo lượng mưa lên mức 3 trên thang cảnh báo 4 mức. Nhà chức trách dự báo mưa lớn, gió giật mạnh và mưa đá sẽ xuất hiện trong thời gian tới. CGTN cho biết nhiều hồ chứa đang phải mở cửa xả nhằm kiểm soát lũ. Thời báo Hoàn Cầu đưa tin 7 thành phố và tỉnh bao gồm Thành Đô, Quảng Nguyên và quận tự trị Tây Tạng, Gaje, tỉnh Tứ Xuyên nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng. Lượng mưa cao nhất được ghi nhận tại khu nghỉ mát trượt tuyết núi tuyết Tây Lăng ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên từ 5 giờ chiều ngày 29 tháng 7 đến 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8 theo giờ địa phương đạt 165,1mm. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo mưa bão ở mức màu xanh lam vào chiều ngày 29 tháng 7. Chính quyền địa phương lưu ý nhiệt độ cao làm tăng nguy cơ thiên tai ở các khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Hạn hán ở tỉnh này khiến đất tơi xốp hoặc cứng lại, trong khi lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ra lở đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo nhiệt độ cao ở mức màu vàng tại một số khu vực trên cả nước vào sáng ngày 29 tháng 7, bao gồm cả miền Đông Tứ Xuyên. Nhiệt độ cao nhất thậm chí vượt quá 40 độ C, đợt nắng nóng tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong 6 thập kỷ qua đang gây áp lực cho nền kinh tế của nước này. Các quan chức Bắc Kinh lo ngại họ có thể không đạt được mục tiêu tăng trưởng 5,5% trong năm nay. Theo báo The Washington Post, trong bối cảnh biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn, các đợt nắng nóng cũng được cho là sẽ ngày càng phổ biến ở Trung Quốc. Thống kê cho thấy 11 tỉnh của Trung Quốc hiện có cảnh báo nhiệt độ vượt quá 40 độ C, trong đó thành phố Trùng Khánh ghi nhận nhiệt độ hơn 44,5 độ C vào cuối tuần qua. Bloomberg đưa tin ngày 29 tháng 7, tỉnh Tứ Xuyên đã khôi phục hầu hết nguồn cung cấp điện cho các ngành công nghiệp và doanh nghiệp. Sau những hạn chế kéo dài khoảng 2 tuần, nhiệt độ giảm và lượng mưa nhiều đã giúp giảm bớt tình trạng thiếu điện. Sản lượng thủy điện của Tứ Xuyên tăng lên 460 triệu kWh vào ngày 29 tháng 7, cao hơn 9,5% so với mức thấp nhất trước đó khi tỉnh này áp đặt các biện pháp hạn chế tiêu thụ điện. Thời tiết mát mẻ hơn cũng làm giảm nhu cầu sử dụng điều hòa không khí. Theo dự báo, các đợt nắng nóng ở miền Nam và miền Đông Trung Quốc có khả năng sắp kết thúc do lượng mưa nhiều. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc tiếp tục kéo dài. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 30 tháng 7, Đài quan sát khí tượng Trung ương liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa bão, dự kiến mưa lớn vẫn xảy ra ở phía Nam và Tây Nam. Ngày 29 tháng 7, đập Tam Hiệp đã bắt đầu khẩn cấp xả lũ, gây ra áp lực rất lớn đến các thành phố ở hạ lưu. Hiện tại, nhiều thành phố bị ngập lụt và cũng có thông tin rằng nhiều người rơi xuống nước bị điện giật tử vong. Những dữ liệu này đều thuộc về bí mật quốc gia. Theo cảnh báo sớm do Đài truyền hình vệ tinh Trung ương đưa ra, ước tính từ 8 giờ sáng ngày 30 tháng 7 đến 8 giờ sáng ngày 1 tháng 8, lưu vực phía Nam Tứ Xuyên, Đông Bắc Vân Nam, hầu hết các khu vực ở Quý Châu, Tây Bắc Quảng Tây, miền Trung Hồ Nam, Tây và Đông Bắc Giang Tây, Bắc Phúc Kiến, Nam Chiết Giang và những nơi khác có mưa bão lớn. Trong số đó, ở một số khu vực phía Nam lưu vực Tứ Xuyên, Tây Nam Quý Châu và Tây Nam Chiết Giang xảy ra mưa bão lớn, lưu lượng mưa từ 100 đến 140mm. Một số khu vực nêu trên đi kèm với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, lượng mưa tối đa mỗi giờ từ 30 đến 50mm, có địa phương vượt quá 70mm, có nơi có thời tiết đối lưu mạnh như dông bão và gió mạnh. Vào ngày 29 tháng 7, Tân Hoa Xã đưa tin do chịu ảnh hưởng của mưa bão liên tục, chiều ngày 27 tháng 7, lưu lượng nước của hồ chứa Tam Hiệp bắt đầu tăng và lúc 14 giờ ngày 29 tháng 7, lưu lượng của hồ chứa Tam Hiệp đạt 40.000 m3 trên giây, gấp đôi lúc 14 giờ ngày 28 tháng 7. Để đối phó với vấn đề này, lãnh đạo phòng chống lũ sông Dương Tử yêu cầu xả nước hồ chứa Tam Hiệp để đạt lưu lượng nước trung bình 35.000 m3 trên giây. Đến 5 giờ chiều ngày 29 tháng 7, mực nước của đập Tam Hiệp đã đạt mức 147,57m, vượt mực nước lũ 2,57m. Cùng ngày, 34 tổ máy phát điện của nhà máy Tam Hiệp đã triển khai toàn bộ với tổng sản lượng hơn 20 triệu kW, gần hết công suất. Đây là lần xả lũ đầu tiên của Tam Hiệp trong năm nay. Tuy nhiên, việc đập Tam Hiệp xả lũ được cho rằng sẽ gây ra áp lực lớn cho các thành phố ở hạ lưu.
Theo báo cáo của trang web Sông Dương Tử, vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 7, Văn phòng chống lũ thành phố Vũ Hán đã đưa ra thông tin, nói rằng vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 7, mực nước của trạm Sông Dương Tử đạt 25m, là mực nước cần phải phòng vệ. Mức kiểm soát lũ ở Vũ Hán được chia thành 3 cấp độ. Dựa trên mực nước Vũ Hán tại trạm Hán Khẩu, mực nước phòng bị là 25m, mức cảnh báo là 27,3m và mực nước đảm bảo là 29,73m. Tuy nhiên, các thành phố như Nghi Xương, gần Vũ Hán và chỉ cách Đập Tam Hiệp hơn 40km hiện đã phải chịu trận mưa lớn 20 năm mới có một lần. Vào ngày 29 tháng 7, lượng mưa cao nhất ở Nghi Xương là 271,6mm, vượt qua mức cao nhất trong lịch sử của trạm khí tượng Nghi Xương. Nhiều xe ô tô đã bị chìm trong nước. Qua các video chia sẻ trên mạng Internet cho thấy, vào ngày 3 tháng 8, sau khi nước sông tăng vọt gây lũ lụt nhiều nơi trong thành phố, dây điện cao áp rơi xuống nước, khiến nhiều người rơi xuống nước và bị điện giật tử vong. Tuy nhiên, thông tin vẫn chưa được xác nhận chính thức. Trước đó, một số người dân Trung Quốc đã cảnh báo trên mạng Internet rằng Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải và các thành phố khác là khu vực tiếp theo sẽ bị lũ lụt. Tuy nhiên, người ta nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm người dân lan truyền thông tin về lũ lụt trên mạng. Vì vậy, trên Weibo rất ít thấy tình hình về thiên tai. Nhưng trên Twitter, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải các video liên quan. Theo tin của Radio Free Asia, một cư dân họ Lý ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc cho biết trong một video vào ngày 29 tháng 7 rằng: "Hiện giờ bạn có thể thấy tại hiện trường mực nước sông Dương Tử đang rất cao. Tôi nghe nói rằng thượng lưu đập Tam Hiệp, đập Cát Châu Bá đang toàn lực xả lũ, hiện chưa tới mùa nước lên. Mùa lũ chính ở lưu vực sông Dương Tử nói chung là tháng 7 và tháng 8. Năm nay các thành phố trong lưu vực sông Dương Tử, bao gồm cả Vũ Hán có bị lũ hay không, chúng tôi sẽ cố gắng đến hiện trường mỗi ngày để xem mực nước của sông Dương Tử." Cư dân mạng có nick Thiệu Hạ đã chỉ ra trong một video trên Twitter rằng: "Căn phòng nhìn ra toàn là sông, ai lâm vào cảnh lầm than mới thấu hiểu. Trong 3 tiếng, nước dâng cao 5-6m, nhấn chìm tòa nhà 2 tầng. Nước chảy xối xả, nhiều người dân không kịp chạy thoát. Có người đăng hình ảnh những chiếc xe ô tô chìm trong nước với dòng chú thích trực tiếp rằng: Hạ lưu Tam Hiệp chịu tổn thất nặng nề, một số thi thể nổi lên mặt nước." Tân Hoa Xã đưa tin vào ngày 29 tháng 7 rằng dự kiến sẽ có mưa vừa đến mưa to gần các nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 8 và mưa bão cục bộ. Đến ngày 3 tháng 8 sẽ có mưa lớn trên thượng nguồn sông Gia Lăng, thượng nguồn Hán Giang có mưa to và dông. Do đó, vào đầu và giữa tháng 8, hồ chứa Tam Hiệp có thể phải đón đợt lũ mới. Một số chuyên gia chỉ ra rằng đợt xả lũ đầu tiên của đập Tam Hiệp năm nay sẽ mang lại một làn sóng lũ mới cho khu vực. Thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, năm 2020 từng là tâm chấn của đại dịch Covid-19 tại Trung Quốc, nay đã nâng mức cảnh báo lũ vào ngày 6 tháng 8 khi mưa xối xả và sông bão đã vùi dập những vùng đất của nước này, trong đó có cả sông Trường Giang. Vũ Hán đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp, kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ 2 trong hệ thống 4 cấp. Sau nhiều ngày mưa lớn nhấn chìm nhiều con đường, giới chức trách Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo từ tháng 5 rằng Vũ Hán và các thành phố dễ bị lũ lụt ở vùng trung lưu sông Trường Giang sẽ phải đối mặt với lượng mưa cao hơn bình thường trong năm nay. Thị trưởng Vũ Hán Chu Tiền Lượng đã cam kết rằng công tác phòng chống lũ lụt sẽ không bị ảnh hưởng. Hồi năm 1998, trận lụt lịch sử cũng xảy ra trên lưu vực sông Trường Giang, gây ảnh hưởng nặng nề cho thành phố Vũ Hán. Những cơn mưa xối xả tiếp tục vùi dập Trung Quốc vào ngày 6 tháng 8 từ Trùng Khánh ở phía tây nam Trung Quốc đến Thượng Hải nằm ở bờ biển phía đông nước này. Các tỉnh Chiết Giang, An Huy, Giang Tô đều tuyên bố cảnh báo màu vàng. Theo dữ liệu từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, ngày 6 tháng 8, nước đã vượt qua mức cảnh báo tại hơn 50 địa điểm dọc theo các con sông trên cả nước. Ông Chen Tao, chuyên gia dự báo của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc CMA cho biết, các khu vực dọc theo dòng sông Trường Giang có thể chứng kiến lượng mưa lên tới 400mm trong 3 ngày. Đặc biệt, cần chú ý đến các con sông vừa và nhỏ và các rủi ro như lở đất và ngập lụt ở khu vực đất nông nghiệp, ông Chen Tao nhấn mạnh. Mưa lớn có thể là bước đầu tiên trong một chuỗi các thảm họa, ông Chen Tao cho biết trên trang web của CMA. Theo các quan chức của CMA, lượng mưa trong tháng 6 cao hơn 13,5% so với mức tiêu chuẩn trong mùa mưa. Mưa lớn và dông bão cũng xuất hiện nhiều hơn 43% so với mức trung bình trong giai đoạn năm 2021-2022.
lũ lụt trên thượng nguồn sông Trường Giang của Trung Quốc đã buộc các nhà chức trách phải sơ tán hơn 100.000 người dân vào ngày 2 tháng 8 và đe dọa khu di sản 1.200 năm tuổi của nước này. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin nhân viên, cảnh sát và tình nguyện viên đã sử dụng những bao cát để gia cố bảo vệ tượng Phật khổng lồ ở Lạc Sơn cao 71m, một di sản thế giới đã được UNESCO công nhận ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc, trong khi nước lũ dâng cao đến tận chân tượng, lần thứ hai kể từ năm 1949. Tứ Xuyên, nơi sông Trường Giang chảy qua, đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức tối đa. Ủy ban Tài nguyên nước sông Trường Giang, cơ quan chính phủ phụ trách quản lý dòng sông, đã tuyên bố báo động đỏ vào cuối ngày 2 tháng 8. Cơ quan này cho biết, theo dự báo, nước tại một số trạm quan trắc sẽ vượt qua mức chống lũ an toàn hơn 5 mét. Cũng theo dự báo, đập Tam Hiệp, dự án thủy điện khổng lồ được xây dựng nhằm kiểm soát lũ lụt trên sông Trường Giang sẽ đạt tốc độ dòng chảy 74.000 m3 trên giây vào ngày 3 tháng 8, mức cao nhất kể từ khi hoàn thành dự án, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết. Đập Tam Hiệp hạn chế nước chảy xuống hạ nguồn bằng cách dự trữ nước trong hồ chứa, nhưng mực nước trong hồ chứa của đập này trong hơn một tháng đã cao hơn 10 mét so với cảnh báo. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, đập này buộc phải tăng mức xả trong ngày 2 tháng 8 để giảm áp lực kiểm soát lũ. Giới chức Trung Quốc đang chật vật chứng minh rằng những đập và hồ thủy điện được xây dựng dọc theo thượng nguồn sông Trường Giang có tác dụng bảo vệ khu vực khỏi những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong năm nay. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng chúng chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Thưa quý vị, hiện nay binh sĩ vội đắp bao cát quanh hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Khi lũ lụt đang hoành hành khắp lưu vực sông Trường Giang, hạ lưu sông Dương Tử hay còn gọi là Trường Giang, bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả từ tháng trước, khiến 141 người chết hoặc mất tích, buộc hàng chục triệu người khắp 27 tỉnh phải sơ tán. Lũ lụt dọc con sông dài thứ ba thế giới vào mùa hè là cảnh thường thấy từ thời cổ đại. Nhưng tình hình ngập lụt năm nay đặc biệt nghiêm trọng. Mưa bão liên tục tăng mạnh từ tuần trước, khiến mực nước ở hàng chục tuyến đường thị lưu vực Trường Giang dâng cao kỷ lục, trong khi 400 con sông vượt mức cảnh báo. Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trịnh Quốc Quang cho biết trong buổi họp báo hôm 3 tháng 8, kể từ tháng 6, lượng mưa trung bình ở lưu vực sông Dương Tử đạt mức cao nhất kể từ năm 1961. Tới nay, ông nói, giới chức đã theo dõi một trận lũ khi nó tiến gần Vũ Hán, đô thị 11 triệu dân, có sông Trường Giang chảy qua. Họ cho biết mực nước sông đang giảm sau khi đỉnh lũ đi qua Vũ Hán hôm 3 tháng 8, lo ngại giờ hướng về hạ lưu tới Hồ Bà Dương. Hồ trữ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc chảy vào sông Trường Giang ở tỉnh Giang Tây, nơi đang bị lũ lụt ảnh hưởng nặng nề. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết, mực nước tại một trạm thủy văn quan trọng trên hồ đã phá vỡ mốc kỷ lục năm 1998, năm xảy ra thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong vòng vài thập kỷ gần đây với hơn 4.000 người thiệt mạng. Mực nước hồ đo được hôm 3 tháng 8 lên tới 22,6m, cao hơn 3,6m so với mức cảnh báo cao nhất. Hơn 100.000 người, bao gồm cứu hộ viên, binh lính, người dân, đang dồn sức ngăn lũ ở Giang Tây. Khoảng một nửa số này được triển khai ở Hồ Bà Dương, nơi nhiều tuyến đê bị vỡ. Tại thành phố Cửu Giang, gần khu vực nước hồ chảy vào sông Trường Giang, binh lính mặc áo phao màu cam liên tục gia cố bức tường đắp từ bao cát cao bằng đầu người. Sông Trường Giang dài thứ ba thế giới sau sông Nin và Amazon. Với lưu vực sông là nơi sinh sống của khoảng 400 triệu người, mưa mùa hè và băng tan theo mùa tại đầu nguồn ở cao nguyên Tây Tạng là nguyên nhân gây lũ hàng năm. Tuy nhiên, các nhà môi trường cảnh báo mối đe dọa càng ngày càng lớn hơn qua nhiều thập kỷ, một phần do việc xây dựng đập thủy điện và đê điều tràn lan đã chặn đứng kết nối giữa sông và các hồ chứa lân cận, cũng như các vùng bãi bồi đã giúp trữ nước suốt nhiều thế kỷ trước. Các nhà bảo tồn cũng cảnh báo sông băng ở dãy núi Himalaya tan nhanh do biến đổi khí hậu cũng khiến lũ mùa hè nguy hiểm hơn. Nguy to rồi! Quan chức Bắc Kinh báo tin lạnh tóc gáy về đập Tam Hiệp. Tập Cận Bình nguy cơ mất chức là rất cao. Theo đó, trên thế giới, thảm họa chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine. Cuộc chiến để giành lấy hòa bình vẫn chưa kết thúc. Thế nhưng, ngoài thảm họa đó vẫn đang có một thảm họa rất lớn đã và đang diễn ra trên đất nước đông dân nhất thế giới. Đó không ai khác, chính là Trung Quốc. Thưa các bạn, đúng như dự báo, năm 2023 được cho là một năm đầy tai ương dồn dập tấn công Trung Quốc trong suốt những ngày vừa qua, khi dòng lũ gào thét trên cây cầu ở góc núi phía Nam thì mưa bão, lũ lụt thường niên vẫn chưa ngừng nghỉ, miền Bắc lũ quét sạt lở đang quần thảo
và vùng ảnh hưởng lũ lụt tại nước này đang ngày càng mở rộng sang các vùng phía Tây Bắc của Trung Quốc, khiến tỉnh Cam Túc, Thanh Hải hứng chịu thiệt hại to lớn. Cộng thêm tình trạng sạt lở vào rạng sáng ngày 6 tháng 8 tiếp tục nuốt chửng hàng trăm sinh mạng vô tội của dân cư ở chung cư. Chính quyền Trung Quốc Tập Cận Bình phải nâng cấp phản ứng khẩn cấp và điều trực thăng ứng phó sơ cứu người dân. Chỉ sau 3 ngày mưa lớn đã gây ra lũ lụt và làm hơn 208 người bị thiệt mạng, các nước địa phương nói với hãng tin AP, chúng tôi đã thu gom được 160 thi thể tại huyện Chu Phúc, tỉnh Cam Túc và hơn 60 thi thể ở sông Thanh Hải. Hiện nay, nhiều quận, huyện bị ngập trong nước và chúng tôi chỉ có thể đi lại bằng thuyền và cano. Kinh hoàng nhất là trong sáng nay, một trận lũ kéo theo bùn và các mảnh vỡ từ khu vực sạt lở đất ở miền Bắc tỉnh Cam Túc tấn công vào các ngôi làng, trong đó có một ngôi trường tiểu học, khiến cho 24 trẻ em bị cuốn trôi tang thương. Các nhân viên cứu hộ đưa 11 thi thể trẻ em từ vùng đất trở về sau nhiều giờ. 13 trẻ khác và một số giáo viên đã được giải cứu. Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Thông tin và Truyền thông Thiên tai Trung Quốc nói rằng số nạn nhân thiệt mạng có thể tiếp tục tăng, khi hiện nay nhiều người báo cáo người thân mất tích chưa được tìm thấy. Hiện đang tích cực xây dựng hệ thống cảnh báo về thảm họa địa chất nhằm theo dõi 173 điểm có khả năng xảy ra thảm họa địa chất trong thập kỷ qua. Theo ABC News cho biết, có 1.556 ngôi nhà tại các khu vực phía Tây Bắc Thanh Hải đã bị ngập lụt và hư hỏng nặng. 3 cây cầu treo cũng bị phá hủy hoàn toàn. Do bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ mưa lũ lớn liên tục, miền Nam Thanh Hải đã ghi nhận số người dân phải sơ tán ở đây đạt mức báo động. Ngoài ra, thiên tai cũng đã phá hủy nhà cửa, hoa màu, đồng thời ảnh hưởng đến giao thông và các dịch vụ tiện ích, khiến cho chính quyền địa phương phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt ở mức cao nhất. Chính quyền tỉnh Cam Túc đã cử trực thăng và một số đội cứu hộ chuyên biệt tới các khu vực bị thiệt hại nặng nề, đồng thời cấp khoảng 17,5 triệu nhân dân tệ, khoảng 2,5 triệu đô la để cứu trợ. Hiện tại, chính phủ Trung Quốc vẫn đang khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn những cơ sở hạ tầng, đường dây, tàu hỏa bị hư hại nặng. Thưa quý vị, giới chuyên gia cho rằng cơ sở hạ tầng yếu kém là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng ngập úng tại nhiều địa phương của Trung Quốc trở nên trầm trọng hơn. Trong đó, tình hình lũ lụt Trung Quốc trong tháng 6 chủ yếu tập trung vào tỉnh Tứ Xuyên, Giang Tây, Trùng Khánh, phía Tây của đất nước, với nhiều đô thị, trong đó có Thành Đô, bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Cũng trong sáng ngày 6 tháng 8, cơ quan dự báo thời tiết cho biết lượng mưa lớn ở Trung Quốc có thể kéo dài đến hết tháng 11 năm nay. Tân Hoa Xã hôm nay dẫn lời Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc Chu Học Văn nói rằng giai đoạn kế tiếp có thể gây thiệt hại đáng kể. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn có thể tiếp tục trút xuống khu vực Dương Tử trong ngày 6 tháng 8. Do đó, nhà chức trách Trung Quốc vẫn đang cảnh báo cao độ. Kính thưa quý vị, thiên tai, thảm họa và những dị tượng kỳ lạ tiếp tục xảy ra tại đất nước Trung Quốc sau cơn cuồng phong có hình dạng quái lạ. Vừa rồi là mưa lớn và gió giật mạnh ở khu đô thị Bắc Kinh, biểu tượng sức mạnh, niềm tự hào của nhà nước Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được thần sấm, thần sét ghé thăm và đánh trúng. Nhưng có vẻ như cuồng phong lần này dành cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân Trung Quốc vì những tội ác đã gây nên. Thế nhưng, phải chăng sự việc lần này chỉ gây nên những bất hạnh, bi kịch cho người khác mà thôi? Sau đợt sét thứ nhất giáng xuống vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 7 vừa qua, làm cho hơn 100 người tại Bắc Kinh thiệt mạng. Một lúc sau, đợt sét thứ hai đã đánh sập hoàn toàn đường dây kết nối Internet cũng như làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người làm việc tại đây, gây bàng hoàng dư luận. Tất cả các vụ thiệt mạng chỉ xảy ra trong vòng một giờ đồng hồ. Ông Lã Chí Trung, một quan chức tại Cục Quản lý Phòng chống thiên tai Trung Quốc cho hay, chính quyền đang bắt đầu hỗ trợ tài chính cho các gia đình có người thân qua đời do bị sét đánh. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đến hiện trường chỉ đạo việc khắc phục hậu quả, thông báo rằng tôi xin gửi lời chia buồn đến những gia đình có nạn nhân trong thảm họa vừa qua, một cư dân thủ đô chia sẻ. Đây là hai vụ sét đánh chết người khủng khiếp nhất diễn ra trong những năm gần đây. Chính quyền địa phương đã buộc cảnh báo người dân cảnh giác. Hãy ở yên trong nhà, vì đợt dự báo thời tiết trong những ngày tới có thể sẽ có những diễn biến xấu hơn do các ca tử vong ghi nhận vào tháng 7, tháng 8 hàng năm là rất cao. Năm nay cũng có hơn 2.200 người Trung Quốc bị sét đánh chết. Theo thống kê, số người dân Trung Quốc làm việc ngoài trời nhiều hơn ở nước khác, nên họ có nguy cơ bị sét đánh nhiều hơn. Trước đó, ở khu vực miền Đông Trung Quốc đã từng ghi nhận có 3.222 vụ sét đánh chỉ trong vòng 13 giờ. Phần lớn các nạn nhân bị sét đánh tại Trung Quốc là khu vực có đông dân cư sinh sống. Mưa gió buộc họ phải chạy ra đồng ruộng để bảo toàn sinh mạng và mạng sống cũng như bảo vệ những mùa màng của họ mà họ đã cố dày công xây dựng. Trong khi đó ở Bắc Kinh, vào ngày 29 tháng 7,
sau khi chịu một cơn mưa dữ dội kèm theo gió lớn nổi lên, sấm chớp rền vang, một tia sét lớn như xé toạc cả bầu trời, đánh vào đỉnh của tháp truyền hình Trung ương Trung Quốc gây thiệt hại nghiêm trọng. Tia sét cũng đã khiến một vùng trời như rực sáng, lửa bắn xung quanh khắp nơi và chỉ vài giây sau, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã sập hoàn toàn, gây ra cái chết làm bị thương cho hơn 64 người khác đang làm việc tại đây, gây kinh hoàng cho dư luận. Thưa quý vị, mưa to gió lớn kèm theo lũ quét vòi rồng cũng đã ập về cuốn trôi máy phát điện ở đập Tam Hiệp, khiến cho 300 triệu người dân mất điện. Theo đài truyền thông địa phương Trung Quốc cho biết, tình hình mưa lũ tại đất nước này vẫn đang diễn ra rất căng thẳng. Đã bước sang ngày thứ 23, nhưng mưa to gió lớn vẫn tiếp tục tàn phá Trung Quốc, khiến lũ ở nhiều địa phương vẫn ồ ạt đổ về bốn con sông, làm mực nước dâng cao vượt mức báo động đỏ với 1,6 mét. Đáng chú ý nhất là trên sông Dương Tử, nơi có con đập Tam Hiệp, lũ quét vòi rồng ngày 5 tháng 8 nay lại tiếp tục xuất hiện, khiến cho một trạm phát điện của con đập lớn nhất thế giới bị cuốn trôi trong vòng chưa đầy 3 phút, làm toàn bộ 16 tỉnh, thành phố phía Nam của Trung Quốc bị mất điện trên diện rộng. 300 triệu người dân Trung Quốc sống trong bóng tối. Bầu trời liên tục xuất hiện những cơn mưa to, âm u và đen tối, báo hiệu một điều rằng mưa to đến rất to vẫn tiếp tục trút xuống Trung Quốc, làm cho những con đê không chịu được đã vỡ. Và khi nó vỡ, mực nước của nó sẽ làm ngập úng hàng ngàn ngôi nhà, tivi, tủ lạnh, xe hơi trôi nổi khắp nơi. Nhiều người dân của Trung Quốc đã bất chấp sự nguy hiểm của lũ quét, leo ra dòng nước để trục vớt. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 8, truyền thông của Trung Quốc cho biết lũ lụt kỷ lục đổ về con đập Tam Hiệp suốt 18 tiếng, làm cho nước dâng cao nguy hiểm đến con đập này. Truyền thông của Trung Quốc cho biết trận lũ thứ hai trên sông Trường Giang quét qua đập Tam Hiệp khiến cho mực nước tại hồ chứa đạt 164,18 mét, cao nhất kể từ khi đập được xây dựng. Đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới, đón nhận trận lũ thứ hai trên sông Trường Giang, khiến dòng nước lũ đổ về hồ chứa đập với lưu lượng đạt khoảng 61.000 mét khối trên giây. Hồ chứa Tam Hiệp từng ghi nhận dòng chảy cực đại là 50.000 mét khối trên giây vào lúc 10 giờ sáng và 55.000 mét khối trên giây vào lúc 20 giờ cùng ngày, nhưng lưu lượng nước chảy vào con đập Tam Hiệp lên tới 61.000 mét khối trên giây. Đây là một lô lượt nước kỷ lục trong lịch sử mà Trung Quốc ghi nhận được, và nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đập Tam Hiệp, khiến cho một trạm phát điện bị cuốn trôi và hàng ngàn ngôi nhà bị chìm trong bóng tối, tất cả 8 tỉnh thành xung quanh bị mất điện. Thông tin do Bộ Quản lý Khẩn cấp MEN của Trung Quốc công bố, trong đó cho biết lũ lụt tại các tỉnh như Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam chịu ảnh hưởng rất nặng nề, khiến cho ít nhất 31 người chết và mất tích, buộc hơn 2 triệu người phải sơ tán gấp trong đêm. Mưa lũ ảnh hưởng nặng nề đến Trung Quốc khiến cho 151.000 ngôi nhà bị hư hại và tổn thất kinh tế trực tiếp lên đến 65 tỷ nhân dân tệ. Phần lớn miền Nam của Trung Quốc liên tục chịu tác động mạnh từ những trận mưa lớn kể từ đầu mùa tới nay. Và bây giờ, trên nhiều con sông của khu vực này đã vượt mức báo động từ 2 đến 12 mét. Đây là một mức báo động lũ lụt gây ra hiểm họa khôn lường cho những con đê tại khu vực này. Nhiều khả năng con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ, nhưng đến hiện tại con đập vẫn chưa vỡ. Các thông tin trên mạng nói con đập vỡ hoàn toàn không chính xác. Theo hãng CNN, hãng tin nổi tiếng của Mỹ cho biết, lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần do sự nóng lên toàn cầu, cải tạo đất trái phép của Trung Quốc. Hãng CNN của Mỹ cho biết, mùa hè năm nay, hàng triệu người trên đất nước của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả, gây ra lũ lụt và lở đất ở các tỉnh, thành phố, làng mạc tại nhiều tỉnh thành Trung Quốc. Đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc kể từ nhiều thập kỷ vừa qua. Mưa lớn đã vùi dập 28 trên 31 tỉnh, ảnh hưởng tới hơn 37 triệu người dân và khiến 159 người chết và mất tích. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 86 tỷ nhân dân tệ. Để so sánh với trận đại hồng thủy năm 1993, dọc theo sông Mississippi và các nhánh sông của nó, một trong những trận lũ kinh hoàng và tàn khốc nhất nước Mỹ đã khiến cho hơn 50 người chết và 54.000 người đã phải sơ tán, thiệt hại kinh tế lên tới 20 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hãng tin của Mỹ cho rằng thiệt hại nặng nề nhất của Mỹ chỉ bằng 1% so với lũ lụt tại Trung Quốc. Ở thời điểm hiện tại, lũ lụt ở Trung Quốc đã bắt đầu ở miền Nam, ở Quảng Tây và Quý Châu vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 với những trận mưa lớn đã tàn phá khắp vùng rộng lớn của đất nước này, bao gồm tỉnh Giang Tây ở phía Đông, tỉnh An Huy ở phía Nam, tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung. Ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt được nâng lên mức cao nhất tại một số nơi trong lịch sử. Quy mô của thảm họa là rất lớn, mực nước của 435 con sông vượt mức báo động, trong đó có 33 con sông đạt mức kỷ lục. Theo Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cung cấp, tại một số khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất như Giang Tây, đê sông đã bị vỡ, nhà cửa bị phá hủy.
gợi lại ký ức ám ảnh của một trận lũ lịch sử năm 1998 khiến cho hơn 3.700 người thiệt mạng và 15.000 người mất nhà cửa. Ngay từ đây, chắc hẳn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao năm nay lũ lụt, mưa to, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, vòi rồng liên tục xuất hiện ở Trung Quốc đến như vậy. Xin thưa với quý vị rằng tất cả đều do nguyên nhân và có lý do của nó. Trung Quốc vào mùa lũ, gần như ngày nào cũng có lũ lụt, sự kết hợp giữa khí hậu và hành vi con người đã góp phần kéo dài thời gian mưa lũ lâu hơn bình thường. Ở một số nơi, hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới trên vùng Tây Bắc Thái Bình Dương rất mạnh trong năm nay. Sự giao thoa của nó với khí hậu lạnh đã dẫn đến lượng mưa lớn liên tục trong lưu vực sông Dương Tử. Một số lý do khác là sự nóng lên toàn cầu. Theo một chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc cho biết, chúng tôi không thể nói rằng một hiện tượng thời tiết cực đoan này là hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu. Nhưng xét trong một thời gian dài thì rõ ràng sẽ nóng lên toàn cầu, đã dẫn đến sự gia tăng tần suất, cường độ của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như thời gian qua ở Trung Quốc. Theo sách xanh về biến đổi khí hậu ở Trung Quốc, từ năm 1961 đến năm 2021 đã có sự gia tăng về hiện tượng mưa lớn ở Trung Quốc. Kể từ năm 1990, tần suất nguy cơ cực lớn đã tăng đáng kể. Trong 60 năm qua, số ngày mưa đã tăng tới 5,9% mỗi thập kỷ. Bên cạnh lượng mưa, hành vi con người cũng góp phần mức độ nghiêm trọng lũ lụt ở Trung Quốc như chặt phá rừng bừa bãi, không trồng cây, xây dựng hệ thống những con đập thủy lợi để ngăn nước hòng tích trữ điện năng gây thảm họa cho đất nước Trung Quốc cũng như các nước láng giềng xung quanh. Hiện dòng nước Mekong chịu ảnh hưởng một cách nghiêm trọng bởi phía Trung Quốc đã cho xây dựng trên dòng chính con sông này tới 13 con đập. Một nhà địa chất thuộc Cục Điện Chất lượng và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên cho biết, nhiều thập kỷ khai hoang đất và xây dựng đập trên con sông gần đó đã làm giảm diện tích và thể tích Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc nằm ở tỉnh Giang Tây. Điều này đã khiến cho lũ lụt liên tục xuất hiện và khi nó xuất hiện, nó sẽ càn quét tất cả các khu vực thượng lưu, hạ lưu sông Dương Tử, gây ảnh hưởng trực tiếp đến con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất thế giới. Thật quá đáng sợ và kinh hãi khi phải chứng kiến cảnh nước dâng lên. Vào khoảnh khắc đó, khi đứng trước những thảm họa của thiên tai, con người chúng ta thật nhỏ bé vô cùng. Đó là lời ca thán đầy sự hoảng sợ, bàng hoàng vô cùng của người dân Trung Quốc khi phải tận mắt chứng kiến đất nước mình ngày qua ngày đang phải gồng mình chịu đựng từng trận lũ dữ đổ về. Trong khi cơn bão số 2, bão siêu mạnh đang đổ bộ vào Trung Quốc khiến mực nước sông Dương Tử, nơi có con đập Tam Hiệp, nước dâng lên mức cao kỷ lục và gần như nó đã tạo ra những dòng lũ dữ thế kỷ, khiến cho một nhánh sông Dương Tử bị vỡ bờ và đập Tam Hiệp phải liên tục đặt trong tình trạng khẩn cấp, liên tục phải tăng cường lưu lượng xả suốt ngày đêm. Do đập Tam Hiệp xả lũ với lưu lượng lớn đã gây ra những trận lở đất với rất nhiều thương vong. Những trận lũ lớn, lũ quét kinh hoàng cuốn trôi và nhấn chìm mọi thứ nó đi qua. Thế nhưng, những tai ương vẫn tiếp tục chưa chịu buông tha Trung Quốc. Thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, hôm 5 tháng 8, 1,4 tỷ dân nước này phải hứng chịu một trận mưa đá chưa từng có trong lịch sử. Thông tin trên đã được tờ báo của Bắc Kinh cho biết như sau. Vào lúc 21 giờ ngày 5 tháng 8, nhiều tỉnh thành phía đông bắc của nước này đã bất ngờ hứng chịu một trận mưa đá to khủng khiếp và dữ dội. Những hòn đá to bằng quả trứng rơi liên tiếp từ trên trời xuống quảng trường Thiên An Môn của thủ đô Bắc Kinh suốt hơn một tiếng đồng hồ. Trận mưa đá trên đã làm cho thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tê liệt gần 2 tiếng đồng hồ. Cơ quan đầu não chính quyền ông Tập phải họp gấp trong đêm bởi trận mưa đá xảy ra quá bất ngờ. Sau 2 tiếng đồng hồ thì các tỉnh như Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Hồ Nam cũng đã xuất hiện những đám mây rông, sấm sét đùng đùng. Một lúc sau đó, mưa liên tiếp trút hàng ngàn mét khối mưa đá trắng bao phủ một vùng rộng lớn. Theo Cục Thống kê Quốc gia của Trung Quốc cho biết, hiện tại đã làm hư hại 1,2 triệu hectare cây trái hoa màu của người dân Trung Quốc đại lục. Điều này đã làm cho cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập đang rất buồn. Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập được cho là buồn nhất. Còn hơn 1 tỷ người dân Trung Quốc ca thán mất trắng mùa màng vì mưa to, gió lớn, động đất, gió bão, vỡ đê, vỡ đập trong những tháng đầu mùa lũ vừa qua vẫn đang tàn phá Trung Quốc. Người ta cho đây chính là luật nhân quả mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang phải gánh chịu, gây ra đau thương và chuốc oán với cả thế giới trong suốt thời gian vừa qua. Hiện tại, cơ quan dự báo khí tượng thủy văn của Trung Quốc cho biết, những trận mưa to đến rất to cùng mưa đá, lũ quét, sạt lở vẫn đang tiếp tục hoành hành nhiều tỉnh của Trung Quốc. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc vẫn tiếp tục kéo dài. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 5 tháng 8, Đài quan sát khí tượng Trung ương liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa bão. Dự kiến mưa lớn vẫn xảy ra ở phía Nam và Tây Nam. Vào ngày 30 tháng 6, đập Tam Hiệp bắt đầu khẩn cấp xả lũ, gây ra áp lực rất lớn đến các thành phố ở hạ lưu.
Hiện tại, nhiều thành phố bị ngập lụt và cũng có thông tin cho rằng nhiều người rơi xuống nước bị điện giật tử vong. Những dữ liệu này đều thuộc về bí mật quốc gia, theo cảnh báo sớm do Đài truyền hình Vệ tinh Trung ương đưa ra. Ước tính từ 8 giờ sáng ngày 29 tháng 7 cho đến 8 giờ sáng ngày 30 tháng 7, lưu vực phía Nam Tứ Xuyên, Đông Bắc Vân Nam, hầu hết các khu vực ở Quý Châu, Tây Bắc Quảng Tây, miền Trung Hồ Nam, Tây và Đông Bắc Giang Tây, Bắc Phúc Kiến, Nam Chiết Giang và những nơi khác có mưa bão lớn. Trong số đó, ở một số khu vực phía Nam lưu vực Tứ Xuyên, Tây Nam Quý Châu, Tây Nam Chiết Giang đã xảy ra bão lớn đi kèm với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Lượng mưa tối đa mỗi giờ từ 130 đến 150 mm, có địa phương vượt quá 270 mm, có nơi có thời tiết đối lưu mạnh như dông, bão và gió mạnh. Vào ngày 30 tháng 7, Tân Hoa Xã đưa tin do chịu ảnh hưởng của mưa bão liên tục, chiều ngày 30 tháng 7, lưu lượng nước của hồ chứa Tam Hiệp bắt đầu tăng. Vào lúc 14 giờ ngày 29 tháng 7, lưu lượng của hồ chứa Tam Hiệp đạt 40.000 m3 trên giây. Lưu lượng đã tăng gần gấp đôi vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 7. Để đối phó với vấn đề này, lãnh đạo phòng chống lũ sông Dương Tử yêu cầu xả nước hồ chứa Tam Hiệp để đạt lưu lượng nước trung bình 35.000 m3 trên giây. Đến 5 giờ chiều ngày 30 tháng 7, mực nước của đập Tam Hiệp đã đạt tới mức 147,57 m, vượt quá mức lũ 2,57 m. Trong cùng ngày, 34 tổ máy phát của nhà máy điện Tam Hiệp đã triển khai toàn bộ với tổng sản lượng hơn 2 triệu kW, gần hết công suất. Đây là lần đầu tiên đập Tam Hiệp xả lũ trong năm nay. Tuy nhiên, việc đập Tam Hiệp xả lũ được cho rằng sẽ gây ra áp lực lớn cho các thành phố ở hạ lưu. Theo báo cáo của trang web Sông Dương Tử, vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 7, Văn phòng chống lũ thành phố Vũ Hán đã đưa ra thông tin nói rằng vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 7, mực nước của trạm Sông Dương Tử đạt 25 m, là mực nước cần phải phòng vệ. Mực kiểm soát lũ ở Vũ Hán được chia thành 3 cấp độ dựa trên mực nước trạm Hán Khẩu, mực nước phòng bị 25 m, mực nước cảnh báo 27,30 m và mực nước đảm bảo 29,73 m. Tuy nhiên, các thành phố như Nghi Sương gần Vũ Hán chỉ cách đập Tam Hiệp hơn 40 km, hiện đã phải chịu trận mưa lớn 20 năm một lần. Vào ngày 30 tháng 7, lượng mưa cao nhất ở Nghi Sương đạt 271,6 mm, vượt qua mức cao nhất trong lịch sử của trạm khí tượng Nghi Sương. Nhiều xe ô tô đã bị chìm trong nước. Qua các video chia sẻ trên mạng Internet cho thấy, vào ngày 30 tháng 7, sau khi nước sông tăng vọt gây lũ lụt nhiều nơi trong thành phố, dây điện cao áp rơi xuống nước đã khiến cho nhiều người rơi xuống nước bị điện giật gây tử vong. Tuy nhiên, thông tin vẫn chưa được xác nhận chính thức. Trước đó, một số người dân Trung Quốc đã cảnh báo trên mạng Internet rằng Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải và các thành phố khác là khu vực tiếp theo sẽ bị lũ lụt. Tuy nhiên, người ta nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm người dân lan truyền thông tin về lũ lụt trên mạng. Vì vậy, trên Weibo rất ít tình hình về thiên tai, nhưng trên Twitter, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải các video liên quan. Theo tin của BBC đưa tin, một cư dân họ Lý ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc cho biết trong một đoạn video vào ngày 30 tháng 7 rằng hiện giờ bạn có thể thấy tại hiện trường mực nước sông Dương Tử đang rất cao. Tôi nghe nói rằng thượng lưu đập Tam Hiệp đập các châu bá đang toàn lực xả lũ. Mùa lũ chính ở lưu vực sông Dương Tử là vào tháng 7 và tháng 8 hàng năm. Năm nay, các thành phố trong lưu vực sông Dương Tử bao gồm cả Vũ Hán có bị lũ hay không? Chúng tôi sẽ cố gắng đến hiện trường mỗi ngày để xem mực nước của sông Dương Tử. Cư dân mạng có nickname là Celsia đã chỉ ra một đoạn video trên Twitter rằng căn phòng nhìn ra toàn là sông, ai lâm vào cảnh lầm than mới thấu hiểu. Trong 3 tiếng, nước dâng cao 5-6 m, nhấn chìm tòa nhà 2 tầng. Nước chảy xối xả, nhiều người dân không kịp chạy thoát. Có người đăng hình ảnh những chiếc xe ô tô ngập chìm trong nước với dòng chú thích trực tiếp rằng hạ lưu Tam Hiệp chịu tổn thất nặng nề, một số thi thể nổi lên mặt nước. Tân Hoa Xã đưa tin vào ngày 30 tháng 7 rằng dự kiến sẽ có mưa vừa đến mưa to gần các nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 8 và mưa bão cục bộ. Đến ngày 6 tháng 8 sẽ có mưa lớn trên thượng nguồn sông Gia Lăng, thượng nguồn Hán Giang có mưa to và dông. Do đó, vào đầu và giữa tháng 8, hồ chứa Tam Hiệp có thể phải đón nhận đợt lũ mới. Một số chuyên gia chỉ ra rằng đợt xả lũ đầu tiên của đập Tam Hiệp năm nay sẽ mang lại một đợt lũ mới cho khu vực. Mưa lớn ở Trung Quốc đã gây ra thảm họa khiến 26 tỉnh thành bị ngập sâu trong nước. Đập Tam Hiệp không chỉ thất bại trong việc ngăn chặn lũ lụt mà còn làm trầm trọng thêm thảm họa ở các thành phố. Khu vực hạ lưu con đập gây ra lũ lụt cho toàn bộ thành phố Nghi Sương.
Ngày 5 tháng 7, một văn kiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc được đưa ra ánh sáng, cho thấy chính quyền vì muốn bảo vệ đập Tam Hiệp nên đã yêu cầu bắt đầu từ ngày 29 tháng 7 sẽ toàn lực xả lũ. Điều đáng lo ngại là việc xả lũ sẽ khiến thành phố ở hạ lưu rơi vào thảm họa nặng nề hơn và người dân muốn trốn e rằng không còn cách nào trốn thoát được. Văn kiện của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc đang lan truyền trên Twitter cho thấy chính quyền yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Tam Hiệp Trường Giang Trung Quốc bắt đầu từ 20 giờ ngày 29 tháng 7 sẽ toàn lực xả nước trong đập Tam Hiệp với lưu lượng gần 35.000 m3 mỗi giây. Từ 8 giờ ngày 30 tháng 7, lưu lượng nước của đập Tam Hiệp sẽ được xả ở mức 45.000 m3 trên giây. Phía dưới văn kiện ghi rõ, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc công bố thời gian là 4 giờ chiều ngày 29 tháng 7. Dấu đỏ được đóng cũng là con dấu chuyên dụng phát điện tín mật của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi. Người sử dụng mạng đăng tải tài liệu này nói rằng sự điều chỉnh này không phải là vô duyên vô cớ, chỉ có điều là 35 con đập khác có thể chống chọi được hay không. Có người để lại bình luận rằng quả thật không khác nhau nhiều. Đêm ngày 6 tháng 8, thử thấy rằng lưu lượng đúng là 35.000 m3 trên giây và hiện tại là 45.000 m3 trên giây. Mực nước ở Trùng Khánh đang dần dâng cao lên. Hiện giờ Tam Hiệp vì để bảo vệ Trùng Khánh khỏi trận lũ sắp tới nên đã mở cửa xả lũ. Cũng có cư dân mạng nói đây là một vụ thảm sát. Các thành phố hạ lưu rất khó có khả năng rơi vào một cuộc khủng hoảng lũ lụt nghiêm trọng hơn. Mọi người muốn trốn e rằng không phải chuyện dễ dàng. Có người lại bày tỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc trước giờ vốn không coi mạng sống con người. Dân chết bao nhiêu người thì với đó cũng chỉ là một con số. Để có thể giữ con đập Tam Hiệp khỏi bị vỡ mà họ không tiếc hy sinh biết bao nhiêu mạng sống của người dân thấp cổ bé họng. Học giả kinh tế tại kênh Lãng Nhãng đăng video trên Twitter nói rằng đập Tam Hiệp, đập các chầu bá xả lũ, mực nước sông Dương Tử tăng vọt, đổ thẳng xuống Nghi Xương gây ra thảm họa. Bước tiếp theo là đổ xuống Vũ Hán, đợi đến lúc chìm trong nước rồi mới phản kháng. Phải chăng đã quá muộn, người dân sống ở Trung Du, Hạ Du, sông Dương Tử hãy mau mau thức tỉnh. Thưa quý vị, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể từ đầu tháng 7 đến nay, miền Nam Trung Quốc liên tục xuất hiện mưa bão, khiến nhiều tỉnh thành xuất hiện ngập úng. Theo thống kê chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mưa lũ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 12,16 triệu người ở 26 tỉnh thành bao gồm Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam. Trong đó có 78 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, 729.000 người phải khẩn cấp di dời. Do lịch sử che giấu sự thật và thói quen nhẹ nhàng hóa thảm họa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giới quan sát cho rằng thiệt hại thật sự chắc chắn còn nghiêm trọng hơn nhiều so với chính quyền công bố. Ngoài ra, nhiều đường sắt đã bị nước lũ phá hủy, các cửa hàng và nhà cửa đều bị ngập, thậm chí ngập đến cả tầng 3. Còn có những người bị lũ cuốn trôi trong cả căn nhà. Dữ liệu thương vong thực tế có thể là một con số kinh hoàng. Vào ngày 30 tháng 7, tỉnh Hồ Bắc đã phải hứng chịu thêm một đợt mưa lớn mới. Tính đến 13 giờ ngày 29 tháng 7, mưa lớn đã gây ngập lụt tại 24 quận thuộc 7 thành phố, bao gồm Nghi Xương, Tương Dương, Kinh Môn, Hiếu Cảm, khiến hơn 650.000 người gặp nạn, trong đó có 3 huyện Đông Ba, Trùng Dương, Kinh Sơn thuộc thành phố Kim Môn, Quảng Thủy, huyện Tùy, Tân Đô thuộc thành phố Tùy Châu, huyện Hạ Phong thuộc Châu Tự trị Dân tộc Thổ Gia Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, huyện Tiên Ân của Châu Tự trị Dân tộc Thổ Gia, Miêu Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc có lượng mưa trên 200mm, nơi có lượng mưa lớn nhất là 339,5mm ở thị trấn Kiểu Thạch, huyện Đông Bảo, thành phố Kinh Môn. Vào ngày 29 tháng 7, mực nước ở Thái Hồ dâng cao và cảnh báo lũ lụt đã được ban hành. Tất cả mực nước của 16 trạm trong khu vực dưới hạ lưu đều vượt quá mực nước cảnh báo. Từ chiều ngày 30 tháng 7, thành phố Nghi Sơn gặp phải mưa lớn khiến toàn bộ thành phố ngập lụt, cộng thêm đập Tam Hiệp và đập các châu bá ở thượng nguồn thành phố Nghi Sương xả lũ cứu đập, khiến toàn bộ thành phố Nghi Sương ở hạ du chìm trong nước. Khắp nơi đều là xe cộ bị nước cuốn trôi hay nổi lềnh bềnh trên nước. Cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ngoài Nghi Xương thì vùng hạ du đập Tam Hiệp như Nam Kinh, Thượng Hải cũng được mọi người quan tâm. Theo cảnh báo do Cục Khí tượng Trung Quốc đưa ra, Nam Kinh, Thượng Hải sẽ tiếp tục bị mưa lớn trong vài ngày tới. Ngoài ra, đập Tam Hiệp toàn lực xả lũ, giải cứu con đập đỉnh lũ thượng nguồn sông dâng cao để có thể gây lũ nặng ở Nam Kinh và Thượng Hải. Một bài viết trên Weibo của Trung Quốc có tiêu đề "Nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào?" Bài báo đề cập rằng nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải đều không thoát khỏi kiếp nạn. Đại Hồng Thủy sẽ kinh hoàng hơn chục lần so với trận lụt năm 1998, có thể phá hủy mọi thứ ở trung và lưu sông Dương Tử. Ngoài ra, Đại Hồng Thủy sẽ đến Vũ Hán trong vòng 10 giờ và Nam Kinh trong vòng 1 ngày.
một trận hồng thủy cao từ 7 mét hoặc thậm chí cả hàng chục mét sẽ cuốn trôi, đánh sập các tòa nhà. Thật khó để tưởng tượng ra rằng người dân có thể trốn thoát được. Trước mối đe dọa vỡ tung hàng chục đập nước ở tỉnh Hồ Nam do mưa lũ miền Nam gây ra, sau khi ngồi quan sát từ trực thăng trong chuyến thị sát, Tập Cận Bình đã lệnh cho quân đội Trung Quốc nổ tung hàng loạt đê bao, đoạn đập phía ngoài của sông Vệ Hà, sông Hán Thủy tại đây, đồng thời cho nổ 10 con đập đất ngay trong đêm ngày 1 tháng 8 vừa qua ở tỉnh Hồ Nam để giải phóng áp lực nước, phá thế, hiểm nguy, mục đích để ngăn và chuyển dòng nước lũ đe dọa các thành phố lớn khác của tỉnh Hà Nam. Nhưng mọi tính toán của ông Tập đều sai bét trước thiên nhiên khi lượng nước lớn này được giải phóng đã nhanh chóng biến thành một đại dương mênh mông, ập vào và gây ngập toàn bộ các thành phố lớn và thị trấn trên khắp địa bàn, gồm An Dương, Hạ Bích, Tân Hương tan tác, khiến tỉnh Hồ Nam nước này bị vỡ hoàn toàn trước dòng lũ dữ. Theo tờ báo địa phương cho biết, việc phá tung đê bao và hàng loạt con đập đất vào đêm ngày 1 tháng 8 đã tạo ra một trận sóng thần khủng khiếp cuồn cuộn hướng đến các thành phố lớn, hất tung móng của nhiều tòa nhà, khiến hàng ngàn ngôi nhà không những bị chìm mà còn trôi tự do theo dòng nước. Hàng chục cây cầu, đường sắt, xe cộ bị cuốn đi vì sự tính toán và cảnh báo sai của chính quyền, khiến cho người dân ở khu vực này hứng chịu thảm họa diệt vong. Những người trực tiếp tham gia kích nổ đập đã bị nhấn chìm đầu tiên. Theo đó, nửa đêm ngày 2 tháng 8, 4 thành phố lớn và 5 thị trấn tiếp tục bị nút gọn. Hiện số người chết và người mất tích vẫn chưa thể chính xác. Nhưng các nhà ngoại giao phân tích thảm cảnh này được cho là còn tồi tệ gấp 10 lần thảm họa vỡ đập Bàn Kiều xảy ra vào năm 1975, cũng tại tỉnh Hồ Nam, cướp đi sinh mạng của 171.000 người. Nên thiệt hại về người và tài sản lần này được cho là vô cùng lớn, ước tính lên đến 6.000 người. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, hiện có 7 hồ chứa cỡ vừa trong thành phố Tân Cương cùng tỉnh cũng đã bị tràn. Lượng mưa 812mm đã phá vỡ các kỷ lục lịch sử, ảnh hưởng đến nhiều ngôi làng và thị trấn lân cận. Cũng tại thành phố An Dương, cách đó khoảng 65km cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Ngay trong đêm, lực lượng cảnh sát bán quân sự của thành phố đã được huy động để giải quyết thiệt hại. Nhưng trước dòng nước cuồn cuộn chảy xiết cùng với một màn đêm tối do hệ thống điện bị ngắt vì mưa lớn, khiến việc cứu hộ dường như là điều không thể được. Hãng tin AP của Mỹ đưa tin, các hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy, sau khi nổ đập, nước lũ đã chảy vào các đầm bên dưới và hướng thẳng các thị trấn làng mạc gần đó. Được biết, khoảng 20 giờ 49 phút tối ngày 6 tháng 8, đoạn đập đầu tiên trên sông Vệ Hà được kích nổ và cứ khoảng 10 phút thì chính quyền để cho nổ những đoạn đê sau. Sau khi nổ đập vào đê thì mức nước đã bắt đầu xuống, nhưng đến 23 giờ tối thì thảm cảnh tồi tệ xảy ra như chúng tôi đã đề cập ở trên. Ở các nơi khác, binh sĩ và các đội cứu hộ đã phải gia cố các bờ kè bằng bao cát và đá khi con sông địa phương bị vỡ sau khi nước lũ từ đây gây ngập lụt 15 làng và các cánh đồng ở tỉnh Hà Nam. Hơn 814.000 người đã được sơ tán. Mưa lũ mùa hè thường tấn công vùng Trung Nam, Trung Tâm và miền Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, hiếm năm nào nước lũ quý hiếm như năm nay tại miền Trung nước này. Hiện nhiều người lo ngại thành phố Vũ Hán và nhiều thành phố trung tâm lớn ở hạ lưu các con sông sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của lũ lụt, ảnh hưởng tới đời sống của hàng chục triệu người dân. Trước thiệt hại to lớn về người và của, nhiều người đã chỉ trích cơ quan dự báo thời tiết của nước này. Theo các chuyên gia, Trung Quốc dự báo đúng như mưa lũ nhưng sai thời gian và địa điểm. Các nhà dự báo thời tiết đã dự báo sẽ có mưa lớn trước trận lũ kinh hoàng quét qua miền Trung Trung Quốc trong tuần này, nhưng đã đưa ra cảnh báo sai địa điểm lẫn thời gian. Bà Susan Evan, Phó Giám đốc Cơ quan Khí tượng của tỉnh Hồ Nam vào hôm 2 tháng 8 cho biết, chính quyền tỉnh đã được cảnh báo về nguy cơ thời tiết khắc nghiệt từ hôm 1 tháng 8. Các nhà dự báo đã đoán rằng trận mưa lớn nhất sẽ diễn ra ở thị trấn Tiêu Tác một ngày trước khi trận mưa tồi tệ khác xảy ra. Các khu vực còn lại, trong đó có thành phố Trịnh Châu, được dự báo sẽ chứng kiến lượng mưa ít hơn. Vào hôm 2 tháng 8, chính quyền địa phương cảnh báo rằng Tiêu Tác có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 500mm và có nguy cơ gây ra lũ lụt trăm năm có một, buộc phải sơ tán một số cư dân khỏi các khu vực trũng thấp. Tuy nhiên, không phải Tiêu Tác mà là Hà Nam trong số 12 triệu dân bất ngờ chứng kiến lượng mưa hơn 200mm chỉ trong một giờ hôm 1 tháng 8. Chậm hơn một ngày so với dự báo, chính quyền thành phố phải ban bố cảnh báo đỏ ở mức cảnh báo cao nhất, nhưng khi đó hầu hết người dân đã trên đường đi làm. Kính thưa quý vị, gần đây Trung Quốc đại lục liên tục chìm trong thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Nếu buổi trưa đột nhiên cuồng phong bão táp nổi lên thì kế tiếp là sấm chớp kinh người kéo dài hàng tiếng đồng hồ, trong khi một số khu vực khác thì mưa đổ như thác thay vì đánh xuống đất như quy luật tự nhiên phải thế.
Nhưng tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc lại xuất hiện hơn 10.000 lượt sét đánh chồng ngược lên trời. Những tia sét ngược này tạo ra một quang cảnh kỳ lạ trong cơn dông bão khi ngọn sét hình thành trên mặt đất và rạch nhiều tia trên bầu trời. Cảnh tượng vô cùng kỳ quái lần đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc, đồng thời độ sát thương vô cùng cao gây nguy hiểm tính mạng. Rất nhiều người dân Thượng Hải cũng xôn xao đăng tải các thông tin mô tả cơn dông và hàng chục ngàn tia sét kinh người này lên mạng xã hội. Cụ thể, trong các video được người dân quay lại, chúng ta có thể thấy những tia sét kỳ lạ này được hình thành trên đỉnh của các tòa nhà chọc trời sầm uất tại Thượng Hải. Chúng đánh ngược lên những đám mây ở độ cao lên tới 9.000m. Theo Reuters cho biết, buổi sáng ngày 2 tháng 8, Thượng Hải thời tiết rất nóng, bùi trưa nhiệt độ gần 35 độ. Sau đó, 8 giờ tiếp theo, Thượng Hải đột nhiên có cơn dông lớn kèm sấm sét đùng đùng, cùng với mưa như chút nước. Theo thống kê được công bố sáng ngày 5 tháng 8 bởi Trung tâm Kỹ thuật Phòng chống thiên tai của Cục Khí tượng Thượng Hải, từ khoảng 19 giờ 45 phút đến 23 giờ cùng ngày, số lần sét đánh ở Thượng Hải lên tới 10.207 lần, trung bình 120 tia sét một phút. Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong, nhưng hiện tượng kỳ dị này đã khiến Thượng Hải mất điện trên diện rộng và chắc chắn sẽ lưu đầy sổ sách về thảm họa thiên tai hiếm gặp tại Trung Quốc. Nói với Reuters, một công dân sống tại quận Hán Khẩu, Thượng Hải đã nói rằng: "Thật kinh hoàng, lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cảnh tượng sấm sét ầm trời như vậy. Tôi cứ tưởng rằng có một vụ nổ đã phá hủy hàng xóm của tôi. Nó làm tôi sực tỉnh dậy, cứ tưởng rằng động đất năm nay đúng là một năm đầy bất thường." Cũng có một cư dân khác nói rằng đang ăn cơm tối tự nhiên sét đánh từ dưới mặt đất lên thấy kỳ lạ. Kèm theo đó là âm thanh vô cùng to, nghe giống như một vụ nổ vậy. Bình thường thì bản thân vốn không hề sợ sấm chớp, nhưng lần này hàng ngàn chùm sét thi nhau sáng cả bầu trời đêm, nhưng lần này lại bị dọa cho sợ khiếp vía. Tuy sét đánh trong thời gian dông bão không còn là điều lạ lẫm gì với nhiều người, tuy nhiên trong năm nay hiện tượng này tại Trung Quốc đã khiến nhiều người lo ngại. Với sự phát triển của ngành công nghiệp hiện đại gió, các tua bin quay đón gió thường được đặt trên núi cao nên rất dễ bị ảnh hưởng tiêu cực từ sét, đặc biệt là các sét chồng ngược. Thưa quý vị, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8 vừa qua được coi là những đại nạn cho Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao trong chính quyền cũng như người dân Trung Quốc, khi mưa lũ sấm chớp liên tục lớn nhất trong gần 51 năm qua tấn công thủ đô Bắc Kinh cùng nhiều thành phố khác làm giao thông hỗn loạn. Cơn thịnh nộ của thần sấm, thần sét cũng đang làm cho Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản của Trung Quốc toát cả mồ hôi, mất ăn mất ngủ khi đánh trúng và phá vỡ tan tành bức tranh của Mao Trạch Đông tại quảng trường Thiên An Môn, một biểu tượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đất nước Trung Quốc. Cũng trong thời gian này, sét đánh làm đổ sập hoàn toàn bức tường cao 10m của Tập Cận Bình ở núi Hóa, Trung Sơn tại Thiểm Tây, quê hương của ông ta. Ngoài ra, sét cũng đang viếng thăm nhiều quan chức Bộ Quốc phòng, 5 viên chức Bộ Ngoại giao, biến các quan chức trên trở thành nạn nhân với thi thể gần như cháy đen. Sét đánh còn làm sập 1/4 tòa nhà Bộ Quốc phòng của nước này, khiến nhiều tướng lĩnh và sĩ quan đang làm việc tại đây thiệt mạng. Thảm họa trên làm cho hơn 540 người dân tại nhiều tỉnh thành trên cả nước tử vong. Thưa quý vị, Trung Quốc và các tỉnh khác hai ngày qua đã hứng chịu những trận mưa to gió lớn, sấm sét kinh hoàng từ trước tới nay. Do mưa lớn, hai sân bay quốc tế tại Nam Kinh cũng đã giảm 760 chuyến bay, nhiều chuyến bay bị hoãn và 166 chiếc xe buýt bị đình chỉ. Theo tin tức mới nhất từ Văn phòng chống lũ lụt bão Bắc Kinh, lượng mưa ngày 1 và ngày 2 tháng 8 được coi là mạnh nhất kể từ mùa mưa lũ, đạt cấp độ mưa lớn xối xả đến mưa to, thể hiện đặc điểm và thời gian mưa kéo dài, lượng mưa tích lũy lớn kèm theo gió mạnh, sóng chớp vang trời. Một vụ tai nạn hàng không cũng đã xảy ra tại sân bay Đại Hưng, Bắc Kinh, khiến cho một máy bay hạ cánh trong thời tiết xấu đã mất lái, đâm đầu xuống đường băng nổ tung, làm cho hơn 240 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, khiến cho sân bay phải đóng cửa tạm thời. Thêm một nguồn tin chính thức từ Tập đoàn Giao thông Công cộng Bắc Kinh, tính đến 8 giờ sáng ngày 2 tháng 8, Tập đoàn Giao thông Công cộng Bắc Kinh đã thực hiện các biện pháp tạm thời trên 188 tuyến. Theo báo cáo, vào lúc 7 giờ sáng ngày 2 tháng 8, do mưa dông, 3 cây lớn và 4 cột điện trên đường Nam Môn của tiểu khu Đàng Thuận, thị trấn Vương Tư Danh, quận Triều Dương, Bắc Kinh đã bị gió mạnh quật đổ, đập nát 10 chiếc xe ô tô và làm thiệt mạng 3 người. Hai người đàn ông bị thương ở đầu, hai phụ nữ khi đang qua khu vực trên. Bắc Kinh cũng thông báo tối ngày 1 tháng 8 sẽ tạm dừng mọi hoạt động thể thao, văn hóa, thương mại ngoài trời trong một diễn biến mới có liên quan sau khi thoát được lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Chưa đầy 10 ngày, Tập Cận Bình đã bị dân chúng la ó và đòi tẩy chay. Khi không đoái hoài gì đến người dân trong trận lụt lịch sử năm nay, Tập Cận Bình lại tiếp tục chứng kiến nhiều hiện tượng mang đầy màu sắc tâm linh và điềm báo rủi ro.
bức tranh của Mao Trạch Đông tại quảng trường Thiên An Môn vào đúng 12 giờ trưa ngày 6 tháng 8 đã bị một tia sét cực mạnh phá hủy, đánh tan tành, khiến cho hình ảnh Mao Trạch Đông đã vỡ tan tành vô số mảnh vụn và chôn vùi trong đống gạch đổ nát. Camera của khu vực cũng ghi lại một số tia sét đánh trúng tòa nhà trên 5 phút, sau đó khiến cho nó bị nổ tung và sập xuống. Cơn thịnh nộ của thần sét chưa dừng lại ở đó. Vào lúc 1 giờ chiều cùng ngày, thần sấm đã viếng thăm khu Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Hàng loạt tia sét đánh trúng làm sập gần 1/4 tòa nhà kiên cố của Bộ Quốc phòng, khiến cho hàng trăm sĩ quan và tướng lĩnh đang làm việc tại đây thiệt mạng. Sét đánh cũng biến 5 quan chức ngoại giao thành than và gần như bị biến dạng hoàn toàn. Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cũng bị sét hỏi thăm nhưng may mắn đã thoát chết với khuôn mặt dính đầy máu, gây hoang mang cho những người chứng kiến. Tựa như thần sấm, thần sét này có những ưu ái thiên vị dành cho các quan chức Cộng sản Trung Quốc. Chưa dừng lại ở đó, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, sau cơn mưa tầm tã tại tỉnh Thiểm Tây, quê hương của Tập Cận Bình, đã xuất hiện nhiều tia sét đánh xuống bức tượng của Tập Cận Bình cao khoảng 9 mét trên một hang đá ở núi Trung Hoa Sơn, khiến cho nó bị phá hủy hoàn toàn, biến thành đống gạch vụn. Tập Cận Bình sau khi nghe tin muốn ngất xỉu. Trong 2 ngày qua, tại các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, Phúc Kiến, Giang Tô cũng có hàng trăm nạn nhân thiệt mạng do những trận sét đánh bất ngờ và không lường trước được. Những thảm họa do sét tạo ra phần lớn nhắm vào con người và thành trì của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây hoang mang trong dư luận và sự đồn đoán lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội hơn một ngày qua. Và việc ông trời dường như đang đẩy mạnh việc trừng phạt tiêu diệt Tập Cận Bình và chế độ Cộng sản độc tài toàn trị tại Trung Quốc.